Xin chào quý vị, trong ngày hôm nay mùng 4 tháng 1, mưa diễn ra từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, đa phần là mưa nhỏ mưa vừa, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Tuy nhiên từ đêm nay kéo dài tới mùng 7 tháng 1, mưa sẽ tăng trên diện rộng, suốt khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận. Lượng mưa rất lớn, phổ biến từ 100 đến 300mm cả đợt, có nơi trên 400mm. Khu vực Quảng Trị, Bình Thuận và phía đông của Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm cả đợt, có nơi trên 200mm. Bà con cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đợt mưa này sẽ kích hoạt một đợt lũ lên trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Từ ngày mai mùng 5 tháng 1 đến ngày mùng 8 tháng 1, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 và trên báo động 1, các sông nhỏ có khả năng lên mức từ báo động 1 đến báo động 2. Riêng trên sông Côn tại Bình Định ở Thạnh Hòa dao động ở mức là báo động 2. Ngày hôm nay, gió đông cũng khiến cho trời nhiều mây hơn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Một vài nơi bắt đầu lác đác mưa. Từ ngày mai mùng 5 tháng 1 trở đi, khi gió đông mạnh lên, Tây Nguyên sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Còn ở Nam Bộ sẽ tăng lên diện mưa ở mức rải rác. Còn tại miền Bắc, mặc dù sáng sớm trời còn nhiều mây âm u và sương mù làm giảm tầm nhìn, nhưng về trưa chiều trời vẫn hửng nắng nhẹ với nền nhiệt nhích lên mức từ 18 cho tới 21 độ. Trời rét nhưng bớt phần nào bút giá. Thưa bà con, về tổng thể, vụ đông xuân 2022-2023 ở các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ hơi lạnh. Nhiệt độ trung bình tháng khi gieo cấy là xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tháng 1 này hầu hết nhiệt độ bình quân dưới 20 độ, suốt tháng 2 vẫn tiếp tục dưới 20 độ. Với dự báo lượng mưa như trên, tháng 2 một số khu vực cục bộ có thể sẽ bị thiếu nước. Ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương cần chủ động phương án lấy nước đổ ải vụ đông xuân. Bản tin thời tiết nông vụ hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!